hai cộng đồng hay không thì chúng ta thấy rằng đa số là đều muốn có sự thống nhất đó để mà làm tạo được một cái sức mạnh cộng đồng và để mà gọi là có thể chống lại được cái nghị quyết 36, không những thế mà để vận động cho dân chủ tự do dân quyền tại Việt Nam. Ý kiến mà không đoàn kết thì không phải là vấn đề mà gọi là bi quan, nhưng mà vấn đề là có thể là vì vấn đề cần thời gian và những cái vấn đề mà thủ tục pháp lý cũng như là giấy tờ ở đây mà chúng tôi nếu có thời gian tôi sẽ xin chia sẻ. Thành ra trong ý kiến đầu tiên đó thì chủ tọa đoàn chúng tôi xin thay mặt tất cả các quý vị đây đó để là chúng ta đưa ra vấn đề là đa số các quý vị phát biểu cũng như góp ý đều đưa ý kiến là cần phải trưng cầu, cần phải thống nhất cộng đồng, điều đó đúng không ạ? Nếu mà đúng chúng ta tất cả kể cả chủ tọa đoàn chúng ta giơ tay lên. Vâng. Bây giờ về vấn đề mà làm sao để thống nhất cộng đồng thì chúng tôi thấy rất là nhiều ý kiến xoay quanh cái việc trưng cầu nhân ý. Việc đó nghe thì dễ nhưng mà không phải dễ thực hiện đâu. Vấn đề là nó cũng phải cần tốn thời gian và tốn tiền và nhiều khi tổ chức bầu cử nó cũng ngang ngửa với tổ chức trưng cầu nhân ý. Chúng tôi xin phép được đứng lên vì sự trân trọng thôi. Chúng tôi xin chia sẻ là bởi vì cảm ơn anh Bùi Xuân Phát cũng đã nhắc nhở những công việc mà chúng tôi cố gắng làm trong vấn đề thống nhất. Thì thật sự ra là cái khó khăn đó là khi mà bên cộng đồng Việt Nam Nam Cali mà đã được tổ chức bầu cử để mình bầu anh Trương Ái Vinh làm chủ tịch ấy, thì cái việc thống nhất dễ hơn. Tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị thế này là lấy những cái kinh nghiệm đó thì chúng tôi trước khi chúng ta chia tay đây đề nghị của chúng tôi là chúng ta nên lập ra một cái ủy ban gọi là ủy ban thống nhất cộng đồng. Cái ủy ban đó sẽ mời hai ban đại diện đến nói chuyện, đặt ra những cái mình gọi là roadmap phải làm những cái việc gì và cái ủy ban đó là gồm nhiều thành phần trong cộng đồng mà quý vị tin tưởng, mà không phải quý vị tin tưởng mà chúng ta phải làm sao đó để cho ban đại diện bên kia cũng như hội đồng giám sát bên đó cũng như là hội đồng cố vấn bên đó hiểu được rằng là đều là những người mà có thiện chí và kể cả những chúng ta có thể mời một số những vị bên đó hoặc những vị mà có thể nói ý kiến những cộng đồng vào trong ủy ban thống nhất đó để chứng tỏ thấy rằng là cái việc làm chúng ta là việc làm nó độc lập và nó không thiên vị bên nào cả. Và trong cái ủy ban đó chúng ta sẽ đặt vấn đề là phải ngồi xuống để bàn chuyện thống nhất. Muốn bàn chuyện thống nhất như vậy, cái việc mà gọi là thống nhất cái điều lệ luật quy của hai bên rất là dễ, không có gì là thẳng không. Và những vị mà luật sư hoặc những vị mà từng làm những việc đó họ có thể làm rất dễ dàng. Đứng ra tổ chức bầu cử. Và nếu ngay cả cái chuyện mà gọi là bầu cử đó nó là hình thức trưng cầu dân ý rồi. Thành ra khi trong cái tiến trình mà gọi thống nhất cái điều lệ luật quy đặt bầu ra cái ban tổ chức bầu cử bằng tất cả những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã từng hai bên đã từng tổ chức bầu cử ra thì và tổ chức bầu cử khi mà những cái ba cộng đồng bên nào trong cái quá trình đó có những lúc mà cộng đồng nào mà không hợp tác thì là cái ủy ban nó sẽ báo cáo với tất cả các đồng hương qua những cái buổi đại hội quan đại. Và lúc đó cái sở dĩ mà chúng ta đặt vấn đề là ở đây ai cũng thừa hiểu rằng và thừa nhận rằng là khi tổ chức bầu cử cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali 2010 như là 2015 sau này đó và mới đây nhất là 2015 thì 2010, 2012, 2015 thì số đồng hương cử tri đi bầu cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali nhiều hơn và những lần tổ chức tham dự này kia thì cũng có sự thì nếu mà chúng ta gọi là ngưng cái đó thì đã không có buổi nói chuyện hôm nay, nhưng mà vì chúng ta biết rằng là khi mà vận động, đặc biệt là trong mùa bầu cử năm nay, khi mà người ta biết rằng là cộng đồng chúng ta có hai ban đại diện cộng đồng thì khi đi vận động, nhất là với dân cử Hoa Kỳ hoặc với tổ chức khác, họ nhìn kiểu như là không có sự để trọng cho cộng đồng chúng ta. Và chúng ta biết rằng chỉ có một cái cộng đồng duy nhất, giống như ngoài bạn đã nói là chúng ta làm gương như vậy thì các người họ thấy rằng là cái vai trò cộng đồng nó không còn là chúng ta đang chờ hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Lâu rồi, nãy giờ là có hết. Dạ vâng. Thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta cần phải có lập một cái ủy ban đó để làm những công việc mà quý vị vừa mới giao qua đây. Xin mời chú các bạn. Còn nhớ là trong chủ tòa đoàn cũng giống như ở dưới pháp hiệu dưới hàng trong ba pháp cũng như người nhà điều đó có cái sau cùng là tôi đề nghị với anh Nhân là để cho cả hội các quý vị trong thành viên chủ tòa đoàn có ý kiến gì không trước khi đi để kết luận. Tôi cảm ơn Lê Quang Nhật đã nói đúng anh. Chủ tòa đoàn cũng phát biểu trong vòng 3 phút tôi cũng theo
và đồng ý với Nhật là sau khi mà đồng hương phát biểu rồi đó thì vị chủ tọa sẽ hỏi là ông chủ tọa đoàn có ý kiến gì đóng góp thêm không? Đó là những cái dạ, dạ, nãy giờ chưa tổng kết được ý kiến của đồng hương đã phát biểu mà chúng ta cứ đi dông dài. Bây giờ ngày hôm nay đồng hương phát biểu là nhất định là phải có thống nhất cộng đồng. Cái thứ hai là phải có thời gian. Đúng. Cái ý kiến thứ hai là lấy trên cầu dân ý. Đó là hai ý kiến đó mà chúng ta phải biểu quyết chứ đi làm vòng nói rồi sau những phần chi tiết là nói sau. Chứ thời gian chúng ta chỉ còn có 20 phút nữa thôi. Thành ra bây giờ cái chuyện thống nhất cộng đồng là đương nhiên phải có, vì đó là cái nhu cầu để hiểm trợ ở trong nước. Và cái chuyện thống nhất cộng đồng chúng ta rất ê chề 16 năm qua không làm được, như tôi đã trình bày ở đầu, không có nghĩa là chúng ta không cần thống nhất cộng đồng. Tôi nói cái chế không thống nhất cộng đồng có nghĩa là cái chữ thống nhất cộng đồng không đề cập tới. Nếu mà hai ông có đại diện chủ tịch cộng đồng cứ lên bắt tay nhau thống nhất nhưng mà là bánh vẽ tới nay chưa xúc tiến được điểm nổi, đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Do đó ngày hôm nay chúng ta quyết định thống nhất cộng đồng là phải có, nhưng thời gian là bao lâu, không phải kéo dài 16 năm được. Chúng ta chỉ có thể là 5-3 tháng nữa là phải dứt khoát. Trường hợp 6 tháng, 5 tháng mà không làm được, lúc đó chúng ta trưng cầu dân ý. Khi trưng cầu dân ý là chúng ta cũng khuế hai đồng chủ tịch cộng đồng hết luôn, không cần chất tiếp nữa. Đó là điều cần phải làm. Cảm ơn ông Phan Ngài Dân. Bây giờ thời gian thì bây giờ theo tôi quy định là mình sẽ có hai loại thời gian, nhưng 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Bây giờ ai đồng ý 3 tháng? Và làm những cái điều gì và kế tiếp là 6 tháng
nếu mà 6 tháng qua đó thì mình coi như là chấm dứt. Mình có một cái phương án khác, và cái phương án mà vừa rồi mới đưa đó là cái phương án hữu hiệu nhất. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ ai có ý kiến gì nữa? Bây giờ vì ở đây á, yeah. Nó 3 tháng, 6 tháng hay là 12 tháng thì chỉ có một cộng đồng thôi. Rồi. Để mà bàn tháng, đại còn có đại thống nhất cộng đồng, mà tại sao có một cộng đồng? Ở đây có một điều cảm ơn anh cái ý anh mà chồng tôi để tôi nói cái ý của anh. Nãy giờ chúng ta nói có một cộng đồng đâu, chưa chắc bên kia chịu 6 tháng 3 tháng. Thành ra đây là cái thời gian mà chúng ta đưa ra để chúng ta có cái giải pháp. Ví dụ như cho 6 tháng, trong vòng 6 tháng đó nếu bên kia không hợp tác, không làm được thì lúc đó đừng có nói hai ông chủ tịch cộng đồng, đừng có lên tuyên bố là thống nhất cộng đồng, đừng có làm cái bánh vẽ nữa, đừng có nói tới. Còn chuyện trong tương lai, tôi nói là rút phế hai ông chủ tịch cộng đồng, đó là ý của toàn dân. Ý của toàn dân, ví dụ toàn dân cầu dân ý là ý của toàn dân, thành lập một cái ban đại diện hơn. Cái chuyện đó không phải là bộ phận kiện nhân hay như ủy ban gì hết, mà là ý của toàn dân. Đó là giai đoạn 2. Còn giai đoạn này, chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cho thời gian 6 tháng để cho Pháp tiếp xúc như bên kia, nhưng mà thống nhất phải hai bên cùng đồng ý, chứ một mình ông Pháp không có làm được. Trong trường hợp bên kia không đồng ý thì chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt, nhưng xin đừng lên tuyên bố là thống nhất cộng đồng nữa. Chúng tôi nói cái câu đó là cái chữ tuyên bố, cứ lên cái hai ông bắt tay thống nhất cộng đồng, thống nhất cộng đồng, mà tới giờ phút này phải nói là chưa có cái gì mà hé ra là thống nhất cộng đồng hết. Thành ra chúng tôi nói là nói như thế đó, chứ không phải là cả anh Pháp giờ có nhận là không thể ai cũng thể cộng đồng. Mời anh Hoàng Văn Căn. Thưa quý vị, anh phát biểu cho bên chúng ta ai phát biểu đó, rồi sau đó mời lại nhé. Cùng mời một kiện nhé. Tôi xin phát biểu với tư cách của người dân cộng đồng này cũng khá lâu rồi. Thì tôi đề nghị như thế này, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta về, chúng ta nên có được một cái ủy ban, gọi là cái ủy ban để mà thống nhất cộng đồng đó. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bầu lên một số những cái nhân sĩ nằm trong chủ tọa đoàn và ở dưới nữa nếu ai có ý kiến. Chứ chúng ta sau cái này chúng ta đi về sao lại cho hai ban đại diện cộng đồng. Thì tôi cũng xin hỏi ông Phát là hôm nay ông có mời bên ông ban đại diện của bên ông Trương Thái Vinh hay không? Bởi vì phải có ý kiến của hai bên thì vấn đề thống nhất nó mới thành công. Chứ bây giờ mình nói mà bên mình không ở bên kia, mình không biết thì tôi cũng xin hỏi. Chủ tọa đoàn đã hỏi thì tôi xin phép bên để trả lời của họ là trước và cũng trả lời luôn cho như anh Hiền và bạn Quý vị có đã. Thứ nhất là tại sao cái buổi họp hôm nay đó, tôi xin nhấn mạnh rằng đây là cái buổi họp tại hội khoáng đại của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, không phải là cái nỗ lực của hai cộng đồng. Chúng tôi làm việc thường xuyên với anh Trương Hải Vinh, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali, và cả hai chúng tôi biết rằng chưa đến cái giai đoạn để mà có một cái buổi họp đông đủ của cả hai cộng đồng. Thành ra vì vậy mà bên anh Trương Hải Vinh sẽ họp riêng tại hội khoáng đại của bên anh, và bên cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali họp riêng của bên tôi, để chúng tôi có được cái ý kiến của đồng hương cho ban chấp hành của chúng tôi. Chúng tôi hay các khuôn khổ đã làm việc, khi chúng tôi có cái lắng nghe cái ý kiến của đồng hương, chúng tôi lắng nghe chính anh, chúng tôi lắng nghe rồi, lúc đó chúng tôi ngồi xuống làm việc với anh Trương Hải Vinh thì chúng tôi sẽ dễ dàng để nói chuyện hơn. Anh Trương Hải Vinh cũng vậy, bên anh cũng lắng nghe ý kiến của anh có tổ chức đại hội khoáng đại của bên anh lắng nghe ý kiến của bên anh, rồi cả hai chúng tôi mới ngồi xuống để mà làm việc với nhau, và sau đó sẽ có một cái buổi đại hội khoáng đại chung cho cả hai ban đại diện đứng ra cùng tổ chức. Sự việc là như vậy. Riêng trong ngày hôm nay thì chúng tôi, mặc dù là đây là cái buổi đại hội riêng của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, nhưng chúng tôi cũng mời ban đại diện của bên anh đến để mà với những cách và quan khác để mà tham dự, để mà quan sát. Và ngày mai cái buổi họp đại hội của bên anh cũng có mời chúng tôi đến với cái tư cách là quan khách để mà quan sát là thôi. Nhưng mà hôm nay bởi vì anh bạn đã không đến được. Cảm ơn Pháp và thưa chủ tịch, chúng ta còn nửa tiếng nữa, 4 rưỡi sẽ trả lại cho chị Thi. Bây giờ chủ tịch có cho Hiền
dưới đã phát biểu được không? Có thể tiếp tục không? Hỏi thêm một điều mà ngắn gọn, cấp dòng 1 phút đến 2 phút thôi, chứ không phải 3 phút. Dạ, càng 30 giây cũng được. Tôi cũng đồng ý, ý kiến tôi là ý kiến của chị Thanh Điền vừa mới nói đó, là chúng ta phải bầu ra có thể 5 người, 3 người ra đây bằng một cái dùng ủy ban, coi như là liên lạc trong cái kế hoạch thống nhất cộng đồng. Cái ủy ban có cái nhiệm vụ là có liên lạc với 20 cộng đồng, và những cái buổi họp nào của 20 cộng đồng đó, ủy ban mới phải có mặt để theo dõi thế nào để mà có thể thông báo cho đồng bào biết. Tôi đồng ý với chị Thanh Điền. Cảm ơn. Bây giờ em được ước đoàn không muốn phát biểu. Kính thưa quý vị, chúng ta sinh hoạt chúng ta hay quên. Quý vị nhớ rằng trước khi mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa mà chủ tịch cộng đồng bàn giao lại cho anh Phát, thì chúng ta đã có một buổi họp hai cộng đồng. Và bên kia đưa một ông phó chủ tịch tới, và khi hỏi vấn đề quyết định thống nhất cộng đồng, ông trả lời là ông không có quyền. Và trong đó có những người đã đề nghị là tại sao chúng ta không có 10 cộng đồng trong cộng đồng này. Quý vị nghe, quý vị quên rồi. Quý vị biết cái lập trường của mỗi bên như thế nào rồi. Thì bây giờ chúng ta làm là chúng ta cố gắng. Nhưng mà cái sự cố gắng của chúng ta trong một cái tầm mức nào thôi. Và chúng ta tập trung vào để sinh hoạt, để làm những cái gì lợi ích. Chứ tối ngày chúng ta nghĩ tới chuyện thống nhất cộng đồng, mà người khác không nghĩ thống nhất cộng đồng, thì chúng ta ngày càng không thống nhất được. Đó. Thành ra thống nhất cộng đồng không có nghĩa một bên được, mà cần phải hai bên và cần thời gian. Chúng ta cứ sinh hoạt, và khi nào họ cần thống nhất cộng đồng, họ approach chúng ta thống nhất. Tôi nghĩ là đó là cái quý vị nhớ. Chúng ta đã làm chuyện mời họ họp đại hội hai cộng đồng để thống nhất, và họ đã trả lời chúng ta rồi. Tôi nhắc như vậy thôi, tôi chỉ nhắc quý vị như vậy thôi. Cảm ơn. Xin mời Dạ vâng, cảm ơn cô chú và quý anh chị. Xin quý vị là cảm ơn quý vị. Câu hỏi của cô Thanh Hiền thì mặc dù em không có dám nói là đại diện, nhưng mà tất nhiên hồi nãy Hải Đạo có trình bày là trong một cái cuộc họp riêng thì có chủ tịch và phó chủ tịch của hai bên thì có đề nghị là lập ra một cái ủy ban để mà theo dõi giám sát của một cái công việc thống nhất, thì em là một trong những cái người đó, nhưng mà bây giờ em không có chính thức công khai cái vấn đề đó. Riêng cái vấn đề mà đại diện cho phải phía bên kia, em cũng không dám đại diện cho cái bên kia, nhưng mà riêng các quý trình mình là phó thì có kêu nhờ em đến tham dự để ít nhất theo dõi chút nữa. Tối nay mình sẽ tường trình lên trên cái giờ phát thanh coi một chuyện đó. Bây giờ cái câu hỏi của em đối với gia hàng Cali là bây giờ nếu mà đã đúc kết rồi đó, thì quý vị có sẵn sàng kết luận để mà đưa đến cái quyết định giao phó cụ thể cái trách nhiệm quyền hạn của cái ban chấp hành hoặc là cái ủy ban đó là sao, cụ thể là họ có quyền hạn đâu trong cái công cuộc thống nhất này, đúng như chú Điền vừa nói. Chứ nếu mà bây giờ hai bên nói chuyện với nhau xong thì cuối cùng về là phải hỏi lại, là phải họp lại, là phải thủ giấy, là phải xin ý kiến, thì thầy nghĩ có 50 năm nữa thì cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Cảm ơn thầy. Câu hỏi của thầy dành cho chủ tòa đoàn cũng như là bên cộng đồng chúng ta phải lưu, thì khi tôi sẽ mời chủ tịch Phát trả lời. Nhưng mà theo như cái kinh nghiệm tôi đã làm việc đó, thì chúng tôi chia sẻ thế này: chúng ta không thể nào chờ cái ban đại diện cộng đồng Việt Nam California để mà đòi hỏi cái chuyện thống nhất. Cái chuyện thống nhất này tôi nghĩ rằng là cá nhân chúng tôi hoặc là Trương Hy Vinh hoặc Thế Phát trong những lần trao đổi với nhau, tất cả các anh em đều biết rằng là đồng hương tại đây và qua các đại diện các hội đoàn đoàn thể, họ đều muốn là hai cộng đồng phải thống nhất là một. Và khi làm việc như vậy đó, bên anh Trương Hy Vinh á, anh cũng có những cái khó khăn của anh, bởi vì giống như Phát trình bày là hội đồng đại diện, hội đồng đại biểu, hội đồng giám sát bên này quốc tế, thành ra chúng ta phải vượt qua vấn đề đó bằng cách là theo đề nghị chúng tôi đó, là không nên để cho hai ban đại diện tự động đối chuyện với nhau, nên có một cái ban gọi là ủy ban giám sát, họ làm việc sát cánh với hai bên đại diện, họ sẽ bàn với nhau để có tất cả những tin tức gì, và họ sẽ coi như là chúng ta vận động làm sao đó để mà cái ban mà liên lạc đó hay vận động đó được sự đồng thuận của cả hai bên. Thí dụ như bây giờ chúng ta quý vị ở đây nên bầu ra một số người nào đó 3 đến 5 người làm trong cái ban ủy ban vận động đó. Xong rồi trong cái buổi họp của bên phát đại, chúng tôi cũng sẽ đề nghị với Trương Thế Vinh, anh cử ra 3 người làm như vậy.
thành ra ba người hợp là như vậy, chúng ta sẽ có một cái ban mà cả hai bên họ đều tin tưởng được. Thì lúc đó, ví dụ như trong vòng đề 6 tháng đó, ta nên làm việc theo để nó có kế hoạch. Thí dụ như bây giờ chúng ta nên đạt là 2 tháng đầu đến cuối tháng 10 đó, là nên có những công việc để mà tường trình đến cuối tháng 10 này có những cái tiến trình như thế nào để báo cáo cho Phương. Và đồng thời, một cái công tác mà hai ban lãnh đạo có thể làm việc với nhau đó là làm sao cho những người dân cử biết rằng là chúng ta ngồi lại với nhau để chúng ta vận động những người cử tri đi bầu thật là đông. Và nếu có cần thì là chúng ta có thể đề nghị là nên bầu những người nào cho thấy cái sự đoàn kết của hai ban đại diện. Đến tháng 12 là một cái tường trình thứ nhì. Và cái cuối cùng 6 tháng thì là trước Tết trong cái buổi diễn hành có thể là có những sự làm việc với nhau qua hội chợ, hy vọng năm nay tốt hơn năm ngoái. Và cái buổi diễn hành của 2017 nó sẽ là cái nơi, cái lúc mà chúng ta tạo được cái vấn đề này. Có thể là sau đó rồi đó là một cái cuộc tổ chức bầu cử một cái ban đại diện cộng đồng. 6 tháng nó nên chia làm 3 cái lần như vậy chứ không phải nên chia làm 2 lần 3 tháng. Thì như vậy chúng ta có thể tạo được cái sức mạnh của chúng ta trong cái vấn đề bầu cử năm nay, cuối tháng 10, cuối tháng 12, có thể là cuối tháng 2 hoặc là trước Tết. Thành ra chúng tôi xin mời anh Phát trả lời câu hỏi của anh Khải Đào, sau đó xin mời bác sĩ Cảo cũng như là của chú Trần Quốc Sơn. Mời bác sĩ Cảo, trước tiên đứng lâu rồi mà ông lớn tuổi cho ông nói xong đầy người. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hùng. Kính thưa quý vị, có lẽ là không còn nhiều thời giờ nữa, thì thứ nhất là quý vị chủ tọa đoàn hồi nãy tôi đã thấy lấy biểu quyết rồi, và biểu quyết là đa số đã đề nghị là 3 tháng. Cái điểm thứ nhì là quý vị có đề cập đến cái thiện chí của hai ban chấp hành đều có thiện chí trong thời gian 2 năm qua đã được mất tay nhau, và hôm nay thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali có đại hội, và ngày mai thì cộng đồng bên kia có đại hội, như vậy cả đều có thiện chí cả, và hai bên đã cùng trao đổi với nhau nhiều lần, mà tiếc rằng là quý vị không nói rõ và nói hết nói thật những khó khăn hai bên ra sao. Nhưng mà để cho các cái cuộc mà trong vòng 3 tháng đây đó có thể xúc tiến cái công cuộc mà thống nhất cộng đồng được, thì như luật sư Nghĩa đã đề nghị thì nên có một ủy ban, và tôi đề nghị là nên cái ủy ban đó là ủy ban điều hợp thống nhất cộng đồng, để điều hợp hai cái ban chấp hành đó có thể sinh hoạt hội họp với nhau được. Nhưng bây giờ nếu cứ để hai ban chấp hành khi vui thì họp, khi buồn thì thôi, thì không bao giờ tiến hành được. Và để cho nó được mau chóng thì ở đây chúng ta có 5 tôn giáo lớn, đề nghị 5 tôn giáo đại diện ra để làm 5 người, và cái thành phần mà các đại diện tôn giáo đó sẽ mời 4 hoặc 6 người nhân sĩ ở trong cộng đồng mà chưa hề tham gia vào hai ban chấp hành ở bên kia, để cho nó có tính cách độc lập. Thì như vậy á, thì họ sẽ sẵn sàng triệu tập và điều hợp các cuộc họp đó được, và trong vòng 3 tháng là ít nhất họ sẽ sinh hoạt được 3 lần, 1 tháng 1 lần họp đặt thế nào đó. Nhưng mà sau 3 cái cuộc họp trong vòng 3 tháng đó thì ít nhất là đã có được một quyết định dứt khoát là kết hợp hay không kết hợp. Còn vấn đề kỹ thuật từ cái vấn đề nội quy hay là vấn đề bầu cử này kia thì sẽ không có thành khó khăn nữa. Thì xin thầy Minh Nguyên là trong cái vai trò của hội đồng liên tôn có thể mời các đại diện của 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo, để mỗi người mỗi bên cái tôn giáo đại diện, và thêm số đó hoặc là 9 người hoặc là 11 người cho thành một ủy ban điều hợp thống nhất cộng đồng. Xin cảm ơn. Thưa
tòa đoàn, kính thưa quý vị đồng hương. Chúng tôi thấy là gần kết thúc cuộc họp rồi và chúng ta đã đi lại cái đất xe cũ của 16 năm về trước. Cũng như đầu tuần, bây giờ vẫn lập ra cái ủy ban thống nhất cộng đồng để liên lạc với hai cộng đồng. Tôi xong rồi cái lại nghiên cứu cái điều lệ mới để mà được cộng đồng cộng đồng. Rồi sẽ dân dân và dân dân có thể 2 năm rồi chưa có. Quý vị có tin rằng gì thắng cộng sản được không? Thắng được cộng sản thì sẽ thống nhất được cộng đồng. Đặc biệt chúng tôi cương quyết rằng chỉ sinh ra được một cộng đồng thôi. Do đó trong cái cương vị của hội chủ sát thì chúng tôi có thể quyết định là chúng tôi được như tòa đoàn văn kiện thì tôi đưa ra cái đường lối cho tất cả hội chủ sát là chỉ sinh hoạt với một cộng đồng này mà thôi. Cái chuyện thứ hai, với tư cách giám sát của tập thể, chúng tôi đề nghị với hội đồng điều hành là cũng chỉ sinh hoạt với một cộng đồng này mà thôi, không có vấn đề. Ông Bùi Pháp thì mời ông Trương Thế Vinh rồi hai ông bắt tay nhau để mà lừa gạt quần chúng của tôi không có gì đó. mục đích là để kết thúc cái bên truyền thông mà thôi. Thì có hai vấn đề xảy ra.
hoặc là họ không tiếp mình. Hoặc trường hợp thứ hai là nếu họ tiếp xúc mình mà họ vẫn phù cưa, miệng họ nói là muốn thống nhất nhưng mà họ cứ phù cưa đánh đu với thời gian, đánh đu với thời cuộc, thì chúng ta dứt khoát không có vấn đề thống nhất nữa, và chúng ta đường hai cách đi, chúng ta quay về sinh hoạt với cộng đồng, bởi vì cộng đồng